số 9 Lê Văn Thắng, số 12 Nguyễn Văn Quyết, số 14 Chu Ngọc Anh, số 15 Trương Huỳnh Phú và số 19 đội trưởng Phạm Thành Lương. Huấn luyện viên trưởng của U23 Việt Nam là huấn luyện trưởng này, nhưng nhìn chung thì đây vẫn là một giải đấu mà huấn luyện viên Franco West muốn xây dựng một đội hình đích thực thông qua những cuộc đấu thử nghiệm như thế này. Đội hình xuất phát của U23 Uzbekistan gồm cầu thủ rất hay. U23 Việt Nam dường như là đang chơi phòng ngự phản công, và đây là thời cơ cho đội chủ nhà. Đình Tùng không vào. Cách đá mà đội chủ nhà đang thể hiện rất phù hợp trước một đối thủ có chiều cao, có thể hình và sẵn sàng thể hiện tham vọng như U23 Uzbekistan. Đường truyền tuyệt vời của Thành Lương, pha băng xuống cũng là rất nhanh của Đình Tùng, nhưng có vẻ như ở pha bóng này thì Đình Tùng hơi vội vàng cho ý đồ dứt điểm ngay. Văn Quyết, Thành Lương, đường truyền cho Thành Lương, có vào không? Không vào. Không có bàn thắng trong tình huống vừa rồi, nhưng đang là lối đá rất phù hợp với các cầu thủ U23 Việt Nam. Văn Quyết, Thành Lương và Đình Tùng, những cầu thủ rất quan trọng của hàng công đội chủ nhà, đã cùng nhau tạo nên một pha phối hợp. Pha đá phạt của Thành Lương. Đánh đầu, không vào. U23 Việt Nam không thực hiện những pha không chiến, không thực hiện những pha đánh đầu nhiều như U23 Uzbekistan. Nhưng cú đánh đầu trong tư thế quay lưng về cầu môn đối phương vừa rồi của Văn Quyết lại đáng sợ hơn rất nhiều so với những pha đánh đầu trước đó. Đường chuyền hỏng của Âu Văn Hoàn. Không vào. Mỗi người một điểm mạnh, trong khi thủ môn Biểu Ngọc đã bắt chính trận gặp Myanmar giỏi ở những tình huống không chiến, thì thủ thành Tuấn Mạnh lại tỏ ra xuất sắc trong những pha phản xạ. Nguy hiểm. Cơ hội để cao giáo trắng mở tỷ số và họ đã thành công. Đã có sự thay đổi trong cách tiếp cận cầu môn của Tuấn Mạnh từ cao thủ U23 Uzbekistan. Các cổ động viên trên sân Mỹ Đình đang nổi những tràng vỗ tay lớn để động viên tinh thần của cao thủ U23 Việt Nam sau bàn thua này. Không còn là những cú treo bóng bổng vào trong nữa, lần này là một cú đưa bóng vào trong tầm thấp, và các cầu thủ phòng ngự của U23 Việt Nam đã bị đánh bại. Một bàn thắng dễ dàng. Franco West. Cú đá phạt của Thành Lương. Đánh đâu? Trong hiệp đấu đầu tiên, Văn Quyết đã không thể đánh bại được thủ thành Giác Xua với một pha đánh đầu bị cản phá, nhưng vẫn với phương án tấn công như vậy chúng ta đã thành công. Bàn thắng hòa một đều đã thực hiện trong sự chào đón nồng nhiệt của các huấn luyện viên trên sân Mỹ Đình. Đúng là bóng đá luôn mang lại rất nhiều những điều thú vị khi mà các cầu thủ Uzbekistan thể hiện lối đá mang đậm phong cách châu, là những tình huống tạt cánh đánh đầu thì họ lại mở tỷ số bằng một tình huống đưa bóng vào tầm thấp, còn chúng ta lại thành công với một miếng tạt bóng của Thanh Lương và pha đánh đầu rất với những cầu thủ Trung Á thì họ hoàn toàn có thể thực hiện cú đá thẳng về phía khung thành của Tuấn Mạnh. Pha đá của Oivek. Văn Quyết. Đường truyền của Văn Thắng, Đình Tùng. Cú nhà bóng lại cho Văn Quyết. Không vào. Một pha phối hợp tuyệt vời. Văn Quyết hay với một pha đánh đầu, và anh cũng xuất sắc với một cú vô lê. Những cảm xúc đang dâng trào
ở sân Mỹ Đình, khi mà lối đá của U23 Việt Nam đang thực sự bùng nổ trong những phút vừa qua. Một cú nhả bóng lại rất vừa tầm của Đình Tùng và phòng ngự của các cầu thủ U23 rất hay. U23 Việt Nam dường như là đang chơi phòng ngự phản công, và đây là thời cơ cho đội chủ nhà. Đình Tùng không vào. Cách đá mà đội chủ nhà đang thể hiện rất phù hợp trước một đối thủ có chiều cao, có thể hình và sẵn sàng thể hiện tham vọng như U23 Uzbekistan. Đường truyền tuyệt vời của Thành Lương, pha băng xuống cũng là rất nhanh của Đình Tùng, nhưng có vẻ như ở pha bóng này thì Đình Tùng hơi vội vàng cho ý đồ dứt điểm ngay. Văn Quyết, Thành Lương, đường truyền cho Thành Lương, có vào không? Không vào. Không có bàn thắng trong tình huống vừa rồi, nhưng đang là lối đá rất phù hợp với các cầu thủ U23 Việt Nam. Văn Quyết, Thành Lương và Đình Tùng, những cầu thủ rất quan trọng của hàng công đội chủ nhà, đã cùng nhau tạo nên một pha đánh đầu không vào. U23 Việt Nam không thực hiện những pha không chiến, không thực hiện những pha đánh đầu nhiều như U23 Uzbekistan. Nhưng cú đánh đầu trong tư thế quay lưng về cầu môn đối phương vừa rồi của Văn Quyết lại đáng sợ hơn rất nhiều so với những pha đánh đầu trước đó. Đường chuyền hỏng của Âu Văn Hoàn. Không vào. Mỗi người nguy hiểm. Cơ hội để cao giáo trắng mở tỷ số và họ đã thành công. Đã có sự thay đổi trong cách tiếp cận cầu môn của Tuấn Mạnh từ các cầu thủ U23 Uzbekistan. Các cổ động viên trên sân Mỹ Đình đang nổi những tràng vỗ tay lớn để động viên tinh thần của các cầu thủ U23 Việt Nam sau bàn thua này. Không còn là những cú treo bóng bổng vào trong nữa, lần này là một cú đưa bóng vào trong tầm thấp, và các cầu thủ phòng ngự của U23 Việt Nam đã bị đánh bại. Một bàn thắng. Cú đá phạt của Thành Lương. Đánh đầu. Trong hiệp đấu đầu tiên, Văn Quyết đã không thể đánh bại được thủ thành Giác Xương với một pha đánh đầu bị cản phá. Nhưng vẫn với phương án tấn công như vậy, chúng ta đã thành công. Bàn thắng của Hòa một đều đã thực hiện trong sự chào đón nồng nhiệt của các huấn luyện viên trên sân Mỹ Đình. Đúng là bóng đá luôn mang lại rất nhiều những điều thú vị. Khi mà các cầu thủ Uzbekistan thể hiện lối đá mang đậm phong cách châu là những tình huống tạt cánh đánh đầu, thì họ lại mở tỷ số bằng một tình huống đưa bóng vào tầm thấp. Còn chúng ta lại thành công với một miếng tạt bóng của Thanh Lương và pha đánh đầu đá ngay, cú đá thẳng bên khung thành của Tuấn Mạnh và đá của Oibach. Văn Quyết. Đường truyền của Văn Thắng, Đình Tùng. Cú nhả bóng lại cho Văn Quyết. Không vào. Một pha phối hợp tuyệt vời. Văn Quyết hay với một pha đánh đầu và anh cũng xuất sắc với một cú vô lê. Những cảm xúc đang dâng trào ở sân Mỹ Đình khi mà lối đá của U23 Việt Nam đang thực sự bùng nổ trong những phút vừa qua. Một cú nhả bóng lại rất